Tứ Xuyên trở thành một khu vực nhạy cảm khi mấy năm gần đây, những trận động đất có cường độ 2, 3, 4 độ Richter thường xuyên xảy ra. Nó đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay. Người dân Tứ Xuyên cho rằng động đất không phải do thảm họa tự nhiên thuần túy, Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác khí đá phiến Tứ Xuyên, bất chấp việc gây ra động đất, tính mạng và cái chết của người dân bị coi thường. Đang hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng của TCT. Kính thưa quý vị, theo Trung tâm Mạng Lưới Động Đất Trung Quốc CENC, một trận động đất mạnh 6 độ Richter đã xảy ra vào lúc 4 giờ 33 phút sáng ngày 16 tháng 9. Tâm chấn nằm tại huyện Lỗ, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, cách mặt đất khoảng 10 km. Dư chấn của trận động đất lây lan đến Thành Đô, Trung Khánh và những nơi khác. Tính đến 4 giờ 55 phút sáng ngày 16 tháng 9, huyện Lữ một lần nữa ghi nhận dư chấn 2,8 độ Richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 15 km. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, tính đến 11 giờ trưa ngày 16 tháng 9, có 3 người chết và gần 100 người bị thương. Khi xảy ra động đất, người thường Tuy nhiên, người dân Tứ Xuyên cho rằng trận động đất là do hoạt động khai thác khí đá phiến ở địa phương gây ra. Động đất Tứ Xuyên, thảm họa nhân tạo hay thiên tai? Tứ Xuyên là một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghệ khai thác khí đá phiến của Trung Quốc, chiếm một phần tư sản lượng khí đá phiến của cả nước này. Công nghệ này đòi hỏi các nhà khai thác thực hiện nhiều vụ nổ trong lòng đất để thu được dầu và khí đốt từ lớp đá phiến trong lòng đất. Báo Epoch Times trích dẫn thông tin từ người dân địa phương là ông Hà cho biết, khu vực ông sống trước đây chưa từng có động đất. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, những trận động đất có cường độ 2, 3, 4 độ Richter luôn xảy ra. Nó đã xuất hiện nhiều lần trong năm nay. Ông Hà cho rằng việc khai thác dầu đá phiến và khí đá phiến ở toàn bộ khu vực phía Nam đã gây ra động đất thường xuyên cho Tứ Xuyên. Ông nói, ai cũng biết nhưng người dân bình thường không thể nói ra. Chuyên gia về địa chất Phạm Hiểu cũng thừa nhận rằng, Trận động đất mạnh 6 độ Richter này có liên quan đến việc khai thác khí đá phiến ở Lữ Xuyên về mặt thời gian và không gian. Nếu bạn đối mặt với vấn đề này, một cách thẳng thắn và thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước ở các khu vực khai thác khí đá phiến, bạn sẽ có thể giảm những tổn thất này. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác khí đá phiến tứ xuyên bất chấp việc xảy ra động đất. Theo hồ sơ của mạng lưới địa chấn Trung Quốc kể từ năm 2018, hơn 50 trận động đất đã được phát hiện tại 4 thành phố Nội Giang, Tự Cống, Lưu Châu, Nghi Tân ở miền Nam Tứ Xuyên. Những người ngoài cuộc tin rằng trận động đất ở Tứ Xuyên trong những năm gần đây phần lớn là do các tham vọng kinh tế vô đạo đức và chủ nghĩa bá quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kể từ tháng 2 năm 2019, một số dân làng ở khu vực khai thác đá phiến Tứ Xuyên đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình phản đối các công ty khai thác dầu khí. Họ thậm chí còn bao vây chính quyền quận. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khai thác lại là những doanh nghiệp trực thuộc trung ương, hoạt động thăm dò và phát triển dầu đá phiến lại được coi là chiến lược quốc gia nằm trong kế hoạch 5 năm lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên người dân và chính quyền địa phương cũng bất lực trong việc can thiệp. Đối với tiếng nói phản kháng của dân chúng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ để ý đến. Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã đưa tin, trong vài năm qua, chỉ riêng PetroChina đã đầu tư 28 tỷ nhân dân tệ vào việc thăm dò và phát triển khí đá phiến ở lưu vực Tứ Xuyên. Vào năm 2020, chuyên gia về địa chất Phạm Hiểu đã đăng một bài phân tích về mối quan hệ giữa động đất ở lưu vực Tứ Xuyên với việc khai thác khí đá phiến trên WeChat. Tuy nhiên, bài báo này đã bị WeChat xóa ngay lập tức sau khi được đăng. Sự thật ẩn giấu về siêu động đất ở Đường Sơn Nói đến thảm họa động đất do con người tạo ra, nhiều người sẽ nghĩ đến trận động đất 8 độ Richter xảy ra vào ngày 28 tháng 7 năm 1976 ở Đường Sơn, được coi là một trong những thảm họa thiên tai tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại thế giới. Điều đáng lên án là trận động đất này hoàn toàn có thể tránh được. Từ cuối năm 1975 cho đến trước ngày xảy ra trận động đất 27 tháng 7 năm 1976, các trạm địa chấn ở Đường Sơn đã liên tục đưa ra cảnh báo bằng hình thức như là văn bản, áp phích, điện tín tới cơ quan quản lý động đất quốc gia. Tuy nhiên các nhà chức trách lại không hề truyền đạt những cảnh báo này đến người dân. Thông tin từ Wiki cũng cho biết, một ngày trước khi xảy ra trận động đất, mực nước giếng ở một làng ngoại vi đường Sơn đã dâng lên và hạ xuống 3 lần. Và hậu quả thảm khốc đã xảy ra. Chỉ trong vòng 10 giây, dư chấn của nó đã cướp đi sinh mạng của 255.000 người. Cả thị trấn công nghiệp với một dân số hơn 1 triệu đã trở thành đống đổ nát trong chốc lát. Ngay giữa thảm họa kinh hoàng này, chỉ riêng các quan chức phụ trách công tác động đất ở quận Thanh Long, Hà Bắc là gửi cảnh báo trước cho người dân. Dân số 470.000 người trong quận được bảo toàn và không ai bị thương, được coi là một kỳ diệu trong bối cảnh 180.000 ngôi nhà của quận đã bị sập và hư hại. Điều này chứng minh rằng sự chuẩn bị và cảnh báo sớm thực sự có hiệu quả 100%. Việc Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ rút ra được bài học đã khiến cho lịch sử được lập lại. Lũ lụt ở Trịnh Châu do xả lũ mà không báo trước, hay che giấu dịch bệnh Covid-19 đã gây ra thảm họa trên toàn cầu. Ngày nay, Tứ Xuyên trở thành một khu vực nhạy cảm khi thường xuyên xảy ra động đất do các hoạt động khai thác mạnh mẽ dầu đá phiến. Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng đang coi thường tính mạng của người dân. thông tin vừa rồi đã kết thúc chương mục điểm nóng của tct cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên để lại suy nghĩ của quý vị ở phần bình luận bên dưới để giúp